vì đã qua mắt hành lai ngày lại ngày trên đôi hoa có một cùng hoa có một đạo gia đang tiếng tòa ngồi một lời nhiệm màu rõ như sống dẫu cho lão già nói đây có em không mà mọi người đâu thèm nghe khi nghe chẳng để lòng nên người ta không muốn gần vì chỉ là gã điên trên đôi hoa ôi lão già điên nhìn thấy trong lòng bàn tay ôi nào già điên thơ hín với công trí tuệ sáng ngời ngồi một mình sớm chưa tối lẽ loi chân gian lắm người kẻ cần một đứa bèo xấu thế nhưng lão già vẫn cứ cười lòng già thương thấy thương xót cho nhân gian quá lạc lầm nên người ta không muốn gần ông vì chỉ là gã điên cùng đôi hoa bỗng một ngày trên đôi hoa có một vùng hào quang sáng ngời và mọi người đã trông thấy lão bay về ở với cõi trời à thì ra ông là thánh nơi nhân thế độ đời nay hiểu ra nhưng đã còn đâu hình bóng của gã điên trên đôi hoa và để tiếp theo chương trình đã không muốn mất thì giờ người đã sẽ gửi tới quý vị một nhạc phẩm hòa tấu guitar có rất là vui nhộn có tựa đề là Turkish March Track số 1 hành khúc thở nhị kỳ yeah.
trong cái CD mới nhất của Nguyễn Đức Đạt và cả Điêu Trần Hồng Hoàng cũng có trong CD, và xin chân kính chúc cho chùa Từ Hạnh lúc nào cũng được thành công và lúc nào cũng là một cái nơi chánh pháp được nở rộ. Kính thưa quý vị và các mọi người. Cảm ơn sư cô.